Ok, hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Offline của mình. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục với game A Survival các bạn. Trong cái tập trước, tập 11 là mình quá trời nhỏ luôn, đi bị té núi hết hai lần, mất hết trơn đồ luôn. Và trong tập này thì như đã hứa là mình sẽ săn trước cái con khủng long bay á. Và video này thì mình tính là làm luôn cái yên. Nhưng mà thôi, để tiết kiệm thời gian thì mình vừa làm cái yên vừa quay cho các bạn xem luôn ha. Cái yên của nó đây nè. Thì mình vẫn còn thiếu nguyên liệu. Và video này thì mình sẽ tạo cái yên cho nó và chúng ta sẽ sử dụng cái con khủng long bay này đi tìm cái nguyên liệu mới các bạn. Cái nguyên liệu metal á, tại vì fan chỉ cho mình là cái nguyên liệu metal á thì chúng ta có thể là lên mấy cái ngọn núi cao á để mà tìm. Thì sau khi mà tìm được cái metal rồi chúng ta về bỏ vô cái lò luyện đơn này nè. Cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân. Chúng ta luyện 77 49 ngày thì sẽ được cái đây cái này nè, cái metal inroad nè các bạn thấy chưa? Chúng ta có cái nguyên liệu này nè, chúng ta mới có thể là chế được mấy cái cây súng để mà săn được mấy con khủng long ăn thịt á. Đây, mình đã săn được cái em level 8 rồi đây. Mà trong tập trước đi bị té núi hết hai lần là mất tiêu đổ cho mình đi kiếm cũng không được nữa. Rồi đây, thì video này mình sẽ tạo cái yên cho nó để chúng ta vừa đi kiếm metal để mà về chế cái nguyên liệu và đồng thời là mình sẽ đi săn cái con cá sấu luôn ha. Fan mình kêu là anh Game Offline ơi, anh hãy đi săn cá sấu đi. Mình sẽ bắt con cá sấu về luôn. Mình đi kiếm em cá sấu nào về bắt về cho các bạn xem. Được rồi, mình sẽ kêu nó đi theo ha. Hy vọng là cái con đó các bạn thấy không? Cái con Rontosaurus của mình bắt về để chơi thôi à, tại vì mình thích cái con nào ha, mình sẽ săn nó rồi thuần phục nó đem về cho nó đứng ở đó chơi thôi. Chứ không có cần không có cần phải dẫn nó theo đâu, tại vì mấy con đó đi chậm lắm. Nhưng mà mình thấy con cá sấu mấy ông YouTuber kia cởi chạy đã lắm các bạn, nó lội được dưới nước nữa, nó lội nhanh lắm. Để coi mình đang thiếu cái nguyên liệu là da, mình thiếu da đúng không? Ở trên đây có một con nữa nè, mình sẽ bắt luôn con này ha. Bây giờ đối với việc mình đi săn thú mấy con này dễ lắm, nên là bụp, ý hụt rồi. Trời gì mà hụt? Nó bay cao quá các bạn ơi, cái cung này làm như là kéo không tới á. Coi sao mà nó không chịu đi theo mình ta. Đi nè, đi nè, đi nè, go 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 go. Đi. Trời ơi mày. Mày nó nè, nhìn nè các bạn, nhìn nó ị nè, mắt vệ sinh ghê không? Rồi mình sẽ đi săn mấy con rùa. Bên kia có con rùa kìa. Nhưng mà đi qua bên kia thì khá là nguy hiểm tại vì khu bên kia nó có cái con Carnotaurus đó các bạn, cái con khủng long sừng bọ, con đó nguy hiểm lắm, mình chơi chưa lại nó. Nhưng mà nhất định là mình sẽ cố gắng để mà săn được nó, cái con nào mà càng hung dữ thì mình càng thích. Rồi mình sẽ đi kiếm cái nguyên liệu chế cái yên cho con khủng long của mình. Và mình sẽ đi kiếm con cá sấu đi mà săn con cá sấu luôn cho fan mình coi á. Mình cũng thích con cá sấu lắm. Về 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 ở đây nè, có con này nè. Con này sẽ có da với thịt, mình đang cần da với thịt. Dứt mày luôn, dứt mày luôn. Mình bây giờ chỉ ai mới ăn hiếp được mấy con nhỏ nhỏ thôi mà các bạn ơi, gặp con bự khó chịu lắm. Đây coi coi. Đó mình cái trong cái tập 11 cái xác của mình chết trên cái ngọn núi đó đó, trên cái chỗ đó. Chơi nè, cái chỗ đá đen nè sẽ có metal nè. Ồ sao không có ta? Ồ không có metal luôn các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, nó có để chữ metal đó, cái nguyên liệu metal với hàng thứ ba đó. Thì fan chỉ cho mình là chúng ta có thể là lên mấy cái ngọn núi cao á thì cái nguyên liệu đó rất là nhiều ha, chứ mà đi đập đá gì ở dưới gần gần sông này lâu lắm mới có. Sẵn mình lên trển là mình sẽ bắt luôn mấy cái con, bắt thêm vài con cá sấu đem về chơi. Bây giờ thì bỏ mấy cái này đi, bỏ fling đi, mình không cần fling nhiều lắm đâu, cho nó nhẹ. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi kiếm mấy con rùa đang chế được cái yên. Mình sẽ chơi rất là kỹ ha, tại vì mỗi lần chết cái game này nản lắm, nản vãi cù tèo luôn. Bắt thêm con này đi, bắt cho nó ăn ha, mình sẽ thuần phục nó. Ngẫm cù tỏi. Mấy con này bây giờ mình bắt nó rất là dễ. Bây giờ cho nó cục thịt đỏ một chút xíu là nó sẽ theo mình thôi. Mình bắt để dành sẵn. Mình đang đói bụng này, ăn một miếng bít tết vô. Ram. Ram 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 ram.
Được rồi, chúng ta sẽ đi kiếm con cá sấu về bắt, bắt nó về. Go go go. Mấy con rùa nó có nhiều cái nguyên liệu cái nguyên liệu này nè các bạn, cái nguyên liệu đây coi mình nhớ rồi, cái nguyên liệu thứ ba nè, mấy con rùa nó có nhiều lắm á. Keratin. Đây mình đi kiếm mấy con rùa mình săn trước. Bây giờ nhớ, à đây 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 rồi, đây rồi, ảnh đây rồi. Mày lội vô. Lội vô đây, lội vô đây. Mày hả bé gùa. Trời ơi, con này tới 24 luôn các bạn ơi, chầu quá. Con thằng lằn bay, ô con khủng long bay mày đảo vòng vòng hồi chắc con mình bắn nó hồi. Chắc trúng đó quá. Gùa hả gùa. Chết đi. Mày hả gùa. Yeah, mình có được cái yên là chúng ta đi qua bên kia nhanh lắm. Là cái con ăn trộm đồ là ăn trộm đồ. À nó chết rồi. À, giết nó, nó mới xỉu à. Bây giờ mình sẽ giết nó. Rồi. Lấy đồ này. Đó các bạn thấy không, cái nguyên liệu thứ ba của nó rất là nhiều. Cái keratin đấy. Nhưng mà chưa đủ đâu. Mình nghĩ là phải giết thêm một con nữa. Ờ, bên kia có con Rontosaurus kìa, mà mình giờ không cần con đó nữa. Tại vì mình bắt được nó rồi, bắt được nó là hết vui rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái ná này. À, cái ná này mình phải sửa lại này. Ô, không sửa được, nó hư luôn rồi. Cái ná này mình còn thiếu fiber. Ok. Giờ mình sẽ chế cái ná nha. Rồi. Cái phần chế mấy cái yên này nhức đầu thế các bạn. Tại mình chơi không kỹ á, bởi vì bị mắc hoài. Nản ghê luôn á. Nên là lần này mình chơi sẽ rất là kỹ, chúng ta phải đi từ từ thôi. Mấy cái game sinh tồn này phải cẩn thận mới được, mỗi lần chết rất là nản. Mấy cái metal thì ở trên này vẫn có nè, trên mấy cái đá này này nè các bạn. Ồ, không có, mấy cái đá đen đằng kia á. Bên đây có con cá sấu nữa nè, mình vừa đi ấy mình vừa bắt cá sấu luôn á. Fan kêu, anh game upline ơi, anh hãy đi săn con cá sấu đi. Nó các bạn thấy không, thấy có metal không, nhưng mà sao cái cục này ít quá. Cục đớt quá. Trời ơi, trong này dạ. Trong này ghê chưa. Metal này. Ở trong này không được. Ê. Metal này. Bập, trong này không có. Go. Bập. Ở trên này mấy cái hòn núi này không có các bạn ơi, không có metal. Đây, đi coi. Bên kia kìa, cái con Carnotaurus bên kia kìa, các bạn thấy chưa? Đó, con Carnotaurus kìa. Dưới bên kia có hai con rùa luôn kìa. À, chúng ta sẽ qua bên kia để săn á. Trời, đi trong hang đá này đã quá các bạn ơi, cái cảm giác nó đã. Hy vọng là không có gặp mấy con khủng long ăn thịt ở trong này. Kìa, có con rùa bên kia kìa. Đây, có con rùa đây. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Ở dưới khu vực này là có cá sấu nè. Chúng ta phải kỹ mới được. Ở đây rất là nguy hiểm. Oh.
dưới mấy cái đá dưới này là metal một đống luôn. Này các bạn thấy không, mấy hòn đá này nè. Nhưng mà khoan, nè để mình đào thử cho các bạn xem nha. Đó, thấy không? Hơi ít nhưng mà vẫn có ha. Ờ bên kia có con cano bên kia kìa. Đây 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 đây. À, nó lại nâng cấp độ quá. Mày chết mày với anh. Mày chết mày với anh. Nó ăn cấp đá của mình rồi, cho mày ăn cấp đá đấy. Sẽ đi kiếm mấy con rùa trong cái khu vực này, ít rùa chứ ta. Đi lợn quận, hồi chết chết quá. Kìa kìa, nó đang đẳng kìa. Oh, oh, no. Tốt nhất là chúng ta không nên lại đó ha. Mình kiếm mấy cái đường mà lên trên núi á, lên trên đây đứng săn nó thì có khả năng. Rồi mình chui chui vô đây coi. Go go go. Ồ, sao bữa nay mình đi cái khu vực này buồn dữ vậy, không có con gì để săn như vậy. Đi cặp cặp đây kiếm mấy con rùa. Ô làm cái yên cho mình. Làm cái yên không thấy cực ghê hết các bạn. Đi ra chỗ khác. Bắt nó luôn. Mày. Đủ mạo dân á. Ô con này có level 1 gì? Ô level 9. Cho mày ăn thịt này. Cho mày ăn thịt này. Kìa, thấy rồi. Con cá sấu bên kia. Kìa các bạn thấy chưa? À, gặp cái con quỷ này nó ăn chậm độ. Nó lại nó lấy thịt của mình kìa. Thôi cho nó đi ha. Tại vì con cá sấu bên kia kìa. Ồ, mấy khu vực này ghê gì. Ồ, có hòn đá xanh nữa nè các bạn. Thấy không, hòn đá xanh này không biết có nguyên liệu gì đây. Cũng đá không à, nó đóng gông. Metal ít quá. Ê, có con gì nữa kìa, con heo này mình có rồi, không săn nó đâu. Trời, tính săn con rùa mà gặp con khủng long. Con gì vậy? Trời, con mấy con nhỏ nhỏ này nguy hiểm gì? Mày. Vô đây là gặp mấy con ăn thịt không rồi các bạn ơi. Ý, đằng đó có mấy con gì mới kìa. Mấy con này chắc ăn cỏ quá. Ơi, con đó con gì vậy? Chắc săn nó đem về luôn á. Mày đi ra. No, help me. Chạy thôi, chạy. Trời ơi, con này còn dữ hơn con. No, chạy thôi, help me. Đâu rồi, lắc quá. Chết mình rồi, nó cụng mình. Chạy. Trời ơi, con này giống con mày nhìn cái mặt nó kìa, nó muốn ngon mình. Chạy thôi mọi người, chạy thôi. Chết rồi. Trời, sao nó trâu vậy? No, hối hận rồi. Em hối hận rồi. Ăn vô mình bị đói bụng, Trời, con này như con rom to vậy đó các bạn ơi. À, oh my god. Chui vô. Không lẽ mày qua đây được. Ây da. Chui thôi. Sao ta đập ăn. Ừ rồi. Hư rồi, hư cái cung của mình rồi. Bỏ vô đây, bỏ cái này luôn. Lấy cái ná ra, cái ná đâu rồi.
Số 5, số 5. Yeah. Nó mắc kẹt ra đây rồi. Mày nó mắc kẹt trong đá rồi. Mày. Mày sẽ chết với anh. Xong rồi mình sẽ phá đá ra để cứu nó các bạn. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, con này trâu quá à. Mình lỡ chơi con này rồi. Không biết con này còn gì nữa. Bập bắn ngay đít mày nè. Mày rồi, nó là xâm ba chè nó rồi. Con này trâu quá các bạn ơi. Cái này mình biết cách chơi ha. Chúng ta có thể là dụ cho nó. Ây da, level 38. Cái con này dài quá à. Dài sọc luôn á, không biết. Chắc con này ăn cỏ quá. Mình thấy nó trong đồng cỏ, chắc nó ăn cỏ rồi đấy. Ok, cho nó ăn cỏ đi ha. Ăn trái cây mới đúng. Yeah. Con này tên gì đây? Paracerium. Trời ơi, tên gì thấy gớm vậy. Một lát nữa mình sẽ coi ha. Rồi, con này thấy ghê chưa? Nhưng mà mình vẫn chưa có cái yên. Mình vẫn chưa có cái yên để mà chế cho cái con khủng long bay của mình. Khó chơi quá kìa, có con rùa kìa. Rùa quay trở lại mày. Mày. Mình đúng là thiên tài bắn mà. Mày vô kìa, mày rùa nè. Mày dám chơi với anh à? Mày dám chơi với anh. Mày chạy, nó chạy rồi. Chạy, con rùa này màu tím đúng không ơi. Bập. Chết mày đi. Mình đã giết nó chết rồi. Mày. Tập này mình sẽ cố gắng là chế được cái yên, sau đó là mình đi kiếm con cá sấu, săn con cá sấu cho fan coi ha, mình hứa rồi. Tập này sẽ cố gắng săn con cá sấu cho các bạn xem này. Lấy cái này ra. Bập. Yeah. Rồi, mình bị khát nước, ra uống nước mới được. Yeah. Trời, sao cái này mình chơi giỏi như vậy. Tập trước còn bị nó gượt quá trời luôn. Để coi mình sẽ chế cái yên. Oh yeah, đủ rồi, chỉ còn thiếu fiber thôi. Fiber thì kiếm rất là dễ. Chúng ta chỉ điệp ra đây hái là có rồi. Đó, 35 fiber này. Rồi, đủ chưa. Để coi. Yeah, đủ rồi nè các bạn. Chế được cái yên rồi ha. Ok, tiếp tục là Cái con mà mình mới làm cho nó bị mắc kẹt trong đá đó. Cái con đó chắc không có ấy được đâu các bạn ơi. Không đem về được đâu. Tại vì nó mắc kẹt trong đá, đâu có cứu nó ra được. Thôi bỏ nó đi ha. Yeah. Con khủng long bay của mình kìa. Chúng ta có khủng long bay rồi. Bây giờ sẽ đi tìm cá sấu á. Săn cho các bạn xem con cá sấu đi. Với mà tìm một ít cái metal. Tìm một ít nguyên metal về chế ha các bạn. Yeah. Ok, bảnh chưa? Nhưng mà hình như mình bị nặng. Mình bị nặng rồi. Bỏ đi, bỏ bớt ha. Crop luôn. Ê chết rồi, mình tăng lộn rồi. À, này là tăng cho cái con khủng long. Con khủng long bay. Bỏ mấy trái cây này ra hết đi. Đúng không? Bỏ cái này luôn đi, cái này nặng lắm. Bỏ đá luôn. Bỏ gỗ luôn, mấy này bỏ hết. Bỏ đổ luôn này. Trái cây thịt mình không có cần, đúng không? Mấy này mình có thể là dễ dàng tìm được. Này bỏ luôn nha. Bỏ mấy cái trái này ra đi. Rồi, con khủng long mình bay được nè, nhưng mà có điều nó hơi chậm. Nó hơi chậm là chúng ta do hơi bị còn hơi nặng á. Thì mình sẽ bỏ bớt ha. Ồ, thịt nhiều quá, bỏ uổng quá. Coi, mình sẽ tăng cái tốc độ chạy lên đi cho mình chạy nhanh chút. Tiếp theo là tạo ra một mớ cung tên. À, thôi được rồi. Mình sẽ đi tìm cái con cá sấu để mà săn kìa, cá sấu bên kia kìa.
Trời ơi, tập này hên gì, mới nói là có luôn. Ăn một miếng bít tết lấy tinh thần nào. Rồi giờ mình sẽ bỏ mấy cái này đi, để tội nghiệp con khủng long mình quá, nó bay không nổi kìa, nó bay không nổi luôn. Bỏ bớt ra các bạn, bỏ da luôn nha. Thôn da này khó kiếm. Có cái metal này nè, tại vì mục tiêu của mình là đi tìm metal mà. Rồi bài qua này có khi nào nó thả mình xuống biển giống như trong chuyện cày khế luôn nè. Trời các bạn xem nè. Mình bắt được hai con á, nó đang bay heo luôn, một con che nắng. Một con bay trên đầu che nắng. Nhưng con chở. Trời nhìn nó bay nhìn thấy tội nghiệp gì. Cái em đồ họa các bạn nhìn đẹp chưa? Mình thấy con cá sấu bên kia kìa, mình sẽ bắt con cá sấu này. Mình hứa với các bạn là trong video này mình sẽ bắt con cá sấu. Bên kia có con khủng long sừng bò kìa các bạn thấy chưa? Không biết con đó sừng bò hay là con raptor nữa. Nhưng mà đúng là fan cũng kêu mình săn con raptor nữa, mình sẽ cố gắng săn á. Chúng ta chỉ cần đào mấy cái metal này về luyện đơn á, về đem vô cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân á, là chúng ta có được cái metal inrod là chúng ta có thể là chế súng ống rồi. Chắc mình nghĩ mấy cái tập sau là chắc vui hơn đó. Tại vì chúng ta có được cái mấy cái súng xịn là ngon lành luôn. Mình sẽ đi bắt mấy con khủng long ăn thịt. Ai da té xuống gãy cổ luôn gì á. Số 5 này. Ăn một miếng bít tết vô lấy tinh thần rồi. Làm đó. Rồi mình sẽ đi săn con cá sấu đây. Mày nè, cá sấu nè. Cá sấu này. Cá sấu này. Cá sấu này. Cá sấu này. Mày nè cá sấu. Mày nè cá sấu. Mày nè cá sấu. Mày nè. Mày nè. Xỉu đi ông ngoại. Xỉu. Chết rồi, nó chết luôn rồi. Oh my god. Nó chết luôn rồi. Mình lỡ ra tay quá nặng rồi các bạn ơi. Rồi uổng chưa, uổng chưa. Săn nó chưa được nữa, nó chết luôn rồi. Đi lụm lại mấy cái cung. Lụm lại mấy cái mũi tên của mình. Đây, lụm được, lụm được có 3 mũi tên nè. Trời, uổng quá. Rồi làm thịt nó luôn nha. Bập, bập, bập. Ồ, cái con này nó có cái thịt gì nữa kìa, thịt đùi. Im vậy. Lần trước lúc mà mình đang chặt con cá sấu rồi nè, gặp con... Ê, đằng kia đó kìa. Trời ơi, khu vực này cá sấu nhiều quá. Mày. Rồi nó ngụm. Đừng, no, đừng có đụng con cá sấu của tôi, nó xỉu rồi. Con này level 2, mình đã bắt được nó rồi. Cho mày ăn thịt, đừng có đụng tới con cá sấu của em. Thì mình cho nó ăn thịt nha, cho mày ăn thịt đùi luôn này. Ồ, thịt cá sấu để vô không được các bạn ơi. Để luôn được luôn hả? Yeah. Mình đã bắt được em nó rồi. Ý, con chim bên kia là con gì vậy? Trời con đó đẹp quá, bắt nó luôn. Wow, con này đẹp vậy. Mày. Rồi nó gặp mình bay mất tiêu rồi. Mày. Trời nó bay nhanh quá các bạn ơi. Wow, con đó đẹp gì. Từ từ để mình với. Rồi nó bay mất tiêu luôn rồi. Nó đang quay lại. Rồi mất tích. Rồi mình sẽ trở lại để xem em bé cá sấu baby của mình. Trời giờ này về chế thêm cái yên cho em cá sấu của mình nữa là bá chế vừa chét luôn. Video này của bộ ngon nha các bạn. Metal này. Đó có đó các bạn không? Thấy metal chưa? Sao đá đen này ít vậy? Fan nói với mình là chúng ta phải cởi cái con khủng long bay á các bạn, lên trên mấy ngọn núi cao á, lại mấy cái hòn đá mà nó có màu vàng á mới có metal. Có metal nhiều. Yeah, lần này là mình đi thu lại chiến lợi phẩm một đống luôn ha. Trời, con cá sấu này nó lâu vậy, mới level 2 thôi mà lâu quá. Metal đâu rồi? Trong thời gian chờ đợi mình sẽ đi kiếm metal.
rồi hư luôn. Mấy cái cuốc này dở quá, chúng ta phải có được cái nguyên liệu metal đó về tinh luyện thành metal ingot đó các bạn, chúng ta mới chế được mấy cái cuốc xịn. Bây giờ tạm thời vẫn chơi được, vẫn phải chơi được mấy cái cuốc đá này ha. Đây rồi, rồi sửa lại phải chế cây khác mới được. Còn cái cây này, cái này sẽ sửa không được đó. Rồi mình có rồi, sửa được nè, thôi bỏ luôn đi, mình có rồi. Trời ơi, kéo bỏ kéo vô đó. Yeah. Đã thuần phục được cá sấu baby. Oh no. Tỉnh dậy. Yeah, đem nó về thôi. Trời, video này thành công quá các bạn ơi. Bắt được em cá sấu baby rồi. Yeah. Đi, về nhà thôi. Bắt được hai con khủng long bay, về nhà. Trời ơi, mọi nhanh như vậy. Đây, cho các bạn xem nha, để mình vuốt lưng nó cho các bạn xem nè. Đây. Nào, để gãi lưng rồi. Ây da, sao gãi lưng không được. Ê, sorry, mình quên lại quýnh nó luôn rồi. Yeah. Kìa có cái con khủng long sừng bò bên kia kìa các bạn thấy chưa? Kìa nó bên kia kìa. Ý, trời ơi, khu vực này cá sấu nhóc hết trơn luôn. Mình cố gắng mình săn hết mấy loài cá sấu nè, nhưng mà chúng ta hết tên rồi. Hết nguyên liệu luôn rồi. Hết nguyên liệu rồi. Thôi đi về thôi, về nhà thôi. Rồi. Ui, hết hồn. Con quỷ. Mình tưởng đâu con cá sấu kia không chứ. Ê, con nào có yên vậy? Con kia. Còn lại. Lên mày. Đừng. No. Lên thôi. Đây này. Yeah. Mình đã săn được em cá sấu baby rồi. Yeah. Về thôi, về nhà. Ô. Oh. Nặng quá. Rớp, bỏ bớt. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà thôi, về nhà ăn mừng. bỏ bớt hết, bỏ luôn, mấy cái này bỏ hết. Đi thôi, cá sấu ơi, về. Yeah, các bạn thấy không, cuối cùng mình cũng đã săn được em cá sấu này rồi. Để xem em cá sấu này tên gì ta. Trời, nặng quá, cái con chim mình nó quay đầu không nổi. Mình phải bỏ bớt mấy cái thét này ra, mấy cái thịt này cũng không cần đâu, mình bỏ hết đi ha. Bỏ mấy cái trái cây này luôn, bỏ da hết. Nặng lắm. Mấy cái này bỏ hết đi. Rồi đi thôi. Bớp luôn. Kìa, các bạn thấy cá sấu không? Cá sấu lội như nước kìa. Nhưng mà sao mình đảo đầu không được ta, kỳ vậy? Kìa, con khủng long bên kia kìa, các bạn thấy không? Con khủng long Kano. Đáp xuống. Không biết mình đáp trên đây có sao không nữa. Ây da, nhảy từ trên cao xuống chắc chết quá. Hên quá. Đó rồi, leo lên lại. Tự nhiên nó bị dính gì vậy? Nó nghĩ cho mình lên luôn rồi. Rồi, chúng ta đi về thôi. Về nhà. Tội nghiệp cá sấu đó, nó bò theo. Chết rồi, nó bị cái gì vậy các bạn ơi? Con này của mình nó không chịu bẻ đầu nó đi, có chỗ một à. Gì kìa vậy? Chết rồi. Hình như cái hướng này không phải hướng về nhà, mình đi sai hướng rồi. Ý,
Ở đó có con khủng long gì nữa kìa. Kìa, các bạn thấy không? Ê, bay cao lên. Ê, nó quấn lộn với con cá sấu của mình. Rồi. Trời ơi, con cá sấu chưa kịp đi về nhà nữa. Chết ngắt nữa rồi. Trời, màn đêm gì tối hù vậy? Rồi, tại con quỷ con này, con chim này không à. Con khủng long bay này. Nó không chịu bẻ đầu lại này các bạn thấy không? Nè, nhìn nè, nó bay theo một phương thẳng đứng không à. Chứ quê không chết rồi, mình dính vô trong cái ngọn núi nào gì tối hù vậy? Trời tối gì mình chỉnh cái thông số tối xuống nhanh quá các bạn ơi. Quê ra rồi, cái con gì của mình chết luôn rồi kìa. Chết rồi. Chết rồi, công kỹ mình xe mình bắt được con cá sấu. Rồi mình bị lạc đường luôn rồi. Trời ơi, con khủng long bay này báo đời anh không vậy? Chết rồi, mình mắc kẹt vô trong cái khu rừng này luôn rồi các bạn ơi. Nó bay hết nổi, nó đáp luôn rồi kìa. Rồi, để mình ăn vô cái đó mới được. Chết rồi. Sao trời bữa nay trời tối lâu dữ vậy, hay là mình dính vô trong cái khu rừng rậm này luôn rồi. Bay ra ngoài nhanh lên, mình bị lạc rồi. Chết rồi, mình bị lạc rồi các bạn ơi. Kìa. Cái ông khủng long này ông không chịu bẻ đường, ông không chịu bẻ đi gì hết. À, dưới đó kìa, nhóc cái chân mấy con động vật mới luôn kìa, các bạn thấy ghê chưa? Khoan để mình suy nghĩ ơi. Mà chúng ta hết tên rồi, trời sáng lại rồi, ok ngon rồi. À, công trình của mình săn con. Ê, các bạn thấy con chằn ở dưới không? Trời, con chằn trong cái tập trước của mình kìa. Kìa. Đây. Mà cái con chim này nó bị lỗi rồi. Kìa, các bạn thấy không? Kìa con chằn chà bá kìa, nó bò lên trên núi kìa. Cái con bự chà bá kìa. Không ổn rồi. Cái con chim này sao nó cứ bay theo cái hướng thẳng đứng hoài, bực mình ghê luôn á. Nó bị gì vậy? Có con rắn ở dưới, có con chằn không lộ dưới để mình đợi cho nó đi qua hồi đó, không thôi té xuống là mệt lắm á. Thôi mình phóng xuống đây nha. Chết ở đây là mệt lắm luôn á. Tại vì mình sẽ bị mắc đồ hết. Rồi, để mình coi rồi chúng ta phải làm gì đây. Chỗ này nguy hiểm quá các bạn ơi, có cảm giác sợ sợ sao. Trời, có con chim gì nữa kìa. Ôi, con còng lửa gì á. Con Pteranodon mình nó nghỉ mệt rồi đúng không? Để mình coi, mình sẽ quăng đồ hết ra đi chứ. Cái kiểu này nó không về nhà được. Cảm giác nó rất là nhẹ mà đâu có cái gì đâu mà. Mình quăng bớt ra ha, chỉ để lại cái này thôi. Cái cúp này mình cũng quăng bỏ luôn. Rồi trời sáng rồi, trời sáng thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn thôi. Chẳng có gì chúng ta biết được, chúng ta né không được. Về, về nhà em ơi. tập này của mình khốn khổ quá đi. Về. Rồi, cái con chim của mình nó bị cái gì rồi? Nữa rồi kìa. Nó bay cao không được, nó bay tới đây là hết đát rồi. Nhưng mà không có bẻ được. Nó bị dính gì rồi các bạn ơi, nó không có quay đầu được cái gì vậy trời. Bực mình thiệt chứ. Mình có cảm giác là bực mình với con quỷ con chim này đó. Hay là do nặng quá nó bẻ đầu không được. Bỏ hết à. Mày chở thịt mà chở cũng không nổi đúng không? Tao nghĩ cho mày chở thịt luôn, nghĩ cho mày ăn luôn. Crop này.
crop này. Crop này. Nè không phải rồi các bạn ơi, cái lỗi này không biết lỗi gì nữa. Nè nó không có quay đầu được. Trời 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 trời, gặp con khủng long ấy nữa kìa. Con khủng long gai nữa kìa, bạn thấy chưa? Chết rồi, cái con khủng long bay này nó bị lỗi rồi. Kìa kìa kìa, các bạn nhìn góc bên kia kìa, có con chăn khổng lồ kìa. Kìa hai con luôn. Nhưng mà làm thế nào mình quay lại đây? Trời, của con chim này bực mình thiệt chứ, có con khủng long này. Xuống thì xuống không được, xuống thì bị mấy con kia nó ăn thịt á. Con chim này bực mình quá đi, trời khu vực này im nha. Để mình mở bự bự lên đây. Cái phim ca đúng không? Phim ca. Em à. Rồi mình không biết cái cách xem bản đồ này luôn. Nhưng mà con chim này nó không có bay nghiêng qua nghiêng lại được. Còn cái khu vực này sao mà săn được nó đây? Đáp xuống chắc chết quá. Thiệt là khổ tâm. Kìa con khủng long gai kế bên kìa, hồi hộp quá. Nhức đầu thiệt chứ. Đúng rồi, mình sẽ xuống đây nha. Lỡ có chết thì chúng ta quay về cái giường ha các bạn, chứ bây giờ mình cũng hết biết đường đi rồi. Hy vọng là cái con khủng long gai nó bỏ nó đi. Đi theo anh. Ê, nó nghe tiếng mình hút gió hút sáo các bạn ơi. Đi theo anh nhanh lên. Đi go. Mình hy vọng là mình sẽ bắt được cái con Ê, kìa con chăn khổng lồ kìa, các bạn thấy chưa? Đây nè. Đi kìa. Ôi chết rồi, hình như nó thấy mình ơi. No, đây nữa. Đi ra chỗ khác. Mày đi ra chỗ khác. Rồi dính độc rồi. Ô, tí khúc này cái bị hư. Không xong rồi. Chết mình nhanh này thôi. Trời ơi, ở đây nhiều quá. Cứu. Rồi chết bỏ mạng đi quá các bạn ơi. Đi ra chỗ khác. Lên. Chết rồi, mình còn có chút xíu máu à. Ăn vô. Hồi máu lẹ lẹ. Đi, nó còn theo mình. Ăn đồ. Kìa, nó quay lại rồi. Mày tao chém mày như đột kích gì đó. Mày quay lại đây. Coi nó phun độc cho mình. Mấy con này nguy hiểm quá các bạn ơi. Ăn vô, cho trái cây vô, cho nó hồi máu vô được. Này đúng là trải nghiệm rất là nhức đầu đó các bạn. Con quỷ này. Mày muốn chơi với anh à. Chắc chết quá. No. Mình bị con nhỏ này hấp chim rồi. Chạy thôi. Mình không chạy xa được, chạy xa lỡ gặp bầy khác là mệt lắm. Ăn trái cây vô mới được các bạn ơi. Mình không thể nào bỏ mạng đi được. Đợi hồi máu lên đó. Mình phải kiếm chỗ nào khác đi mới được. Quay lại đây. Con kêu con khủng long bay quay lại. Trời sao mày điển đít. Quay lại đây. Nó đậu nó luôn rồi kìa, thứ gì đâu mà chị nói không? Vì sao mình đi xuống đây? Chết rồi, hết lương thực rồi. Hết lương thực mà cũng hết ấy luôn rồi. Hết mũi tên, hết luôn rồi, mọi thứ là hết rồi. À bên kia có kìa. Yeah, phàn, có nha, cơ hội sống của mình vẫn còn. Đó là trước tiên là mình sẽ chạy qua bên kia, thẳng qua bên kia đúng không? Sẽ săn cái con khủng long bay khác, tại vì con khủng long bay này chắc bị si cà que rồi. Ây da, mới bước xuống. Trời ơi, bực mình cái con quỷ này. Mình bị nóng.
chạy sao? Nó chạy rồi. Định mệnh. Quay lại đây. Rồi nó chạy te te rồi. Rồi tốt nhất là mình không chơi nữa nha, khu vực này khó sống quá các bạn ơi. Ra đây gặp con rắn khổng lồ nữa là mệt lắm á. Quay lại đây không? Quay lại đây. Đáp xuống đây. Cái con khủng long này ngộ cái đời thiệt chứ. Tao chán mày lắm rồi đó. Cái con khủng long này rõ ràng nó bị cái gì chứ các bạn ơi. Nó thấy không? Này nó bay thêm một hướng một à. Cái gì? Rồi té cái chân con khủng long kia luôn, xong bên luôn. Thôi mẹ ơi, chạy thôi, ok. Mình vẫn còn cơ hội sống, nghĩa là chúng ta chỉ cần săn được cái con khủng long khác thôi. Nữa mày mày cũng chơi với anh à, ngay chặn cái khúc này, nhịn đó nhịn đó, mình sẽ nhịn nó thôi. Chết rồi các bạn ơi, mình hết trái cây rồi. Núp nè, núp nè, núp nè. Mày 40 mấy phút luôn. Được rồi, mình sẽ cố gắng sinh tồn trong cái cuộc sống ở đây luôn cho các bạn xem nha. Quá hồi hộp đi, quá nhức đầu. Đi coi chúng ta có cái gì để chế được. Chế được cái campfire không? Campfire thì thiếu tech. Thiếu tech thì ở đâu sống cũng được đúng không? Mình sẽ cố gắng sống ở đây luôn. Hy vọng là cái khu vực này ở bếp lửa chỗ này thì chúng ta có thể là sống được. Đặt cái, mình sẽ chế cái bếp đây. Có lửa chắc tụi nó không dám vô đâu. Tạm thời thì sống ở đây trước đi ha các bạn. Khu vực này bộ nhiều à. Rồi, mình bước vô đây đúng là thật sự luôn á. Đấy, giờ chúng ta bỏ lửa bỏ thịt vô. Nướng lên. Ăn một miếng bít tết vô là có cái cảm giác nó khác liền à. Ôi sao nãy giờ mình nãy giờ mình săn mình đập quá trời luôn vậy mà không có miếng thịt nào chứ gì. À đúng rồi, mình nhớ rồi. Ở trong cái gì nè, ở trong cái con khủng long bay của mình có thịt. Đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Trời ơi, đang cút gây cắn ha các bạn. Chiếc đầu thiệt chứ. Lấy file cái nào. Bỏ gỗ vô này. Đúng không? Bật lửa lên cho cả có cái cảm giác ấm cúng mới được. Rồi bây giờ là mình không cần metal để làm gì nữa rồi. Bây giờ mình chỉ cần sống sót để quay về nhà thôi. Thiệt là buồn. Bây giờ mình đang đói bụng nữa nè. Ai mình nhớ rồi, thịt. Mày tạm nhịn đói chút xíu đi nha. Cho nó tạm nhịn đói đi. Ồ, ở đây còn 20 thịt đúng không? 40 thịt. Mày tạm thời nhịn đói nhé. Đây, mình sẽ đem thịt vào đây nướng ăn. Mình nghĩ là mình vẫn còn khả năng sống sót đó các bạn. Đó là chúng ta chỉ cần săn cái con khác thôi, bỏ cái con này. Con quỷ này nó ngu quá. Bỏ thịt vào đây nướng này, đúng không? Lấy trái cây ra ăn này. Ăn trái cây vô, đỡ đói. Ràm 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 ràm. Còn xong rồi, cuộc sống mình có cảm giác nó bế tắc. Rồi, chúng ta sẽ rát cái cây thương ra, đặng chống mấy con kia. Đúng rồi. Gì nữa. Đôi giày mình thiếu hai. Mình có cảm giác rất là bế tắc. Rồi, chế vài cái mũi tên có tẩm thuốc độc. Đặng mình sẽ lấy, mình chỉ cho các bạn xem cái phần mà mình sẽ sống để về nhà nè. Là đầu tiên á, chúng ta sẽ bỏ cái con quỷ này đi. Con quỷ này mình nghĩ nó bị lỗi rồi đó, nó không có quẹo được, đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình sẽ lấy cái yên lại. Chúng ta chỉ cần săn được cái con gì? Cái con khủng long bay khác là ok. Nào, các bạn thấy không? Mặc dù ở trong hoàn cảnh nào mình vẫn luôn lạc quan. Nè bên kia có con khủng long bay kìa.
hy vọng là không gặp cái con rắn khổng lồ ha, mấy con chân khổng lồ đây nè, cấp nãy gặp hai con rồi nè, ghê lắm. Cái khu vực ở đây đó là khó sống. Chết rồi, mấy con khủng long bay đâu hết rồi. Ồ, cá sấu gì tùm lum như vậy. Khoan, trước tiên là mình phải chuẩn bị mớ thịt đó. Mày mình bị lạc vô rừng sâu nước độc rồi các bạn ơi, không biết đường quay về nhà luôn. Mày tối nay chúng ta sẽ có món thịt rùa, bít tết thịt rùa ăn. bộp. Vì thế là các bạn xem, các bạn thấy hay cũng hay hay á, cái game này cũng hay hay lắm bộ, các bạn xem video á. Hư luôn rồi. Rồi lỡ nó bỏ mình đi trong tiếc núi luôn rồi. Cái ấy của mình bị hư rồi, cái ná của mình bị hư rồi. Thôi rồi. Không xong rồi Phương ơi, kiểu này chết rồi, ở trên kia có con gấu nữa kìa. Oh shit. Rồi kiểu này thì không xong rồi. Con này con gì vậy, cái quái gì thế này? Mày là con gì? Xử mày luôn đi chứ chắc. Ở bên kia có khu... Ê! Ô! Ô! Cái gì vậy? À! À! Con chim! Xuyết, chạy lại đống lửa. Rồi con gì vậy? Mày dám giỡn anh à? Từ nãy giờ khủng long ăn thịt mình không sợ, lẽ mình chết với tay con chim này, rồi nó chết rồi. Dám giỡn với mình à? Rồi các bạn ơi, chúng ta phải quay lại bên kia cho con khủng long bay mình mới được. Mình bực mình con khủng long bay nữa quá. Thôi bây giờ tao không cần mày nữa. Đúng rồi, mình sẽ không cần nó nữa. Mình sẽ lấy cái yên lại. Cho mày nhịn đói luôn, cho mày chết đói luôn mày. Mày nè. Mày, tao sẽ giết mày để lấy thịt. Mình hứa là không có giết con vật nuôi đúng không? Những con vật nào mình thuần phục là mình sẽ không giết. Nhưng mà con này nó ngu quá à. Mình giết nó luôn để đảm bảo sự sống của mình ha. Đây các bạn thấy chưa? Này ta gọi là... Ô cái cấp nãy chưa có thịt để ăn nữa. Trời ơi, do chị mưa cái bếp nó bị tắt. Chết mình rồi, kiểu này là chết mình rồi đấy. Ê! Chết rồi. Oh shit. Con gì vậy? Con raptor. Oh. Tao đang đói đấy. Mày lại đây. Mày lại đây cho thịt anh ăn này. Rồi tao đang đói đấy nha. Yeah, được một cục thịt bít tết. Ăn vô cho cái cảm giác nó sảng khoái rồi. Đây vậy chứ các bạn thấy à, ăn vô cục thịt là cái phấn trắng tinh thần này liền à. Đây. Mình sẽ cố gắng sống sót qua cái con chăn này, về là mình sẽ giết chết lập kỷ lục thế giới được. Trời, các bạn mà cảm giác đi mà chúng ta mà bị nhốt trong cái cánh gừng này mình sống được lắm. Mình sẽ cố gắng sống hết mình luôn ha. Dù thế nào chúng ta cũng phải lạc quan. Ở đây thì mình còn 5 cái mũi tên thuốc ngủ đúng không? Chúng ta chỉ cần săn được cái con khủng long bay thôi, kìa nó đằng kia kìa. Thì khả năng sống sót của chúng ta sẽ có. Đáp xuống đây nè bố ơi. Qua đây này. Đúng rồi, nhưng mà chúng ta hết thịt rồi. Thì kêu quái gì thế? Con cá. Giờ này mấy con cũng ở đây là đá me thoát nhóc hết trơn. Ồ, me thồ nhóc hết trơn rồi kìa. Có con ấy nó ăn thịt đằng đó đó kìa các bạn ơi. Thiết ghê quá à. Đi. Thôi, kinh khủng quá. Mình mình sửa lại được cái ná à. Im vậy. ngon rồi. Mình có thể săn nó đang thịt. Mày.
Ôi, hay. 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 Chạy. Chạy đâu con? Chạy đâu? Chạy đâu? Bây giờ là tao đang cần thịt của mày ăn. Tao đang cần thịt của mày. Rồi các bạn thấy giờ hay không? Mình sẽ cố gắng sống sót á. Không thể nào chết được. Này, lấy cái này ra. Cúp này, cúp này, cúp này, cúp này. Đây, chúng ta có thịt. Ơi. Mày. Xử mày trước đi, xử mày trước đi, tính gì tính. Bộp, bộp. Mình vẫn còn yên của con cái con khủng long bài ha. Ê, ha ha. Ê, phát. Con quỷ con kia nó còn. Mày chạy đâu? Mày chạy. Mày dám chơi vậy? Mày dám chơi với anh à? Mày dám chơi với anh à? Con khủng long bài đâu rồi? Mới thấy nó đây à. Hy vọng là chúng ta sẽ có được cái con này về bách phát bách chúng nha. Phải. Rồi nó đi luôn rồi. Rồi được rồi. Mình quay lại ăn thịt trước đi. Mình đói bụng rồi. Trời cuộc sống trong này khó khăn quá các bạn ơi. Chết rồi, mình quên cái bếp thịt của mình để đâu rồi. Ơ mấy cái cây này ghê vậy. Chết rồi, cái bếp lửa của mình lo đi săn không, mình quên chỗ rồi. Ai biến rồi. Ở đây nào, hên quá. Trời cuộc sống thật là khốn khổ mà. Yeah, được bự miếng bít tết. Ăn vô cho cảm giác nó ấm lòng cái coi. Yeah. Không, cứ cố gắng đi, mình sẽ sống thôi. Nào. Yeah, mình sẽ sống nha. Sẽ cố gắng mình sống thôi. Chúng ta sẽ chơi cái búa. Mình sẽ cố gắng sống để mà tìm đường về nhà. Ở đây có sẵn đồ, có sẵn đá này các bạn. Mình có thể là lập nghiệp ở đây luôn được á. Tại cái con khủng long đó làm mình lạc đường vô trong đây ha. Cuộc sống thật là khó khăn. Kiểu này mới gọi là sinh tồn thật sự nè. À, trời, có cái búa này. Có cái ná này đúng không? Mình sẽ cố gắng sống sót à. Đây, mọi thứ có phải ok. 50 mấy phút luôn. Được đây. Video này mình sẽ tạm dừng cho cái chuyến phiêu lưu của mình tại đây các bạn. Tại vì qua một tiếng mấy cái video xử lý rất là lâu. Và các bạn xem video mà nếu mà thấy hay á, nhớ click like để mà ủng hộ tinh thần của mình ha. Đồng thời là nhớ đăng ký để mà theo dõi những cái video mới trên kênh của mình. Mình sẽ tiếp tục cái series video này sau khi mà mình đi ăn cơm. Mình đói bụng rồi. Đói bụng quá trời. Mình sẽ tiếp tục cái phần sinh tồn này, gắng cố gắng sống sót tìm được về nhà cho các bạn xem á. Ở đây là im lắm rồi đó. Mình thấy đây gì chăn gì khủng long ăn thịt gì này mới gọi là sinh tồn thực sự nữa. Nãy giờ mình chơi nhập tâm quá trời luôn. Rồi, bye bye tất cả các bạn ha các bạn. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký của mình. Những cái lượt like và những lượt đăng ký đó sẽ giúp cho mình cái động lực rất là lớn để mà làm video cho các bạn xem. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần sinh tồn và tìm được về nhà của mình trong cái tập tiếp theo đó. Quá hay luôn, game này phê quá phê. Ê, gì thế? Ôi, cái con gì vậy? Ôi, con heo, đừng có cắn em nha. Mày lại sưởi ấm thì được. Chúng ta bây giờ là tao rất là khổ rồi. Không được đâu. Đây, mình sẽ tạm dừng cái video này các bạn. Bye bye tất cả các bạn, mình đi ăn cơm lại lát xíu quay trở lại mình sẽ chơi tiếp. Bye bye tất cả mọi người.